Tử Vi Đức Thắng xin chào anh chị. Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị một là số dương lịch ngày 3 tháng 7 năm 1980, âm lịch 21 tháng 5 năm Canh Thân. Giờ là giờ Tuất, năm xem 2022, năm Nhâm Dần, tuổi 43, đang nằm trong đại vận ở cung Quan Lộc. Nhiều rất nhiều điều để nói về đại vận này, vất vả gian nan khổ sở để đi tới thành công, tranh chấp thị phi lừa đảo là cái đại vận này. Rồi đại vận này lại còn cả thai phục vượng tướng nữa, rất nhiều vấn đề. Canh thân tuổi dương mệnh đóng tại cung thân luôn, như vậy là gì? Như vậy là đắc canh lộc tồn ở thân, đắc thái tuế, đắc lộc tồn, đắc tràng sinh, đắc tam luân. Đấy, rất là nhiều cái cách hay là cái lá số này, là số rất là đẹp. Mệnh mộc cục thủy, đấy, mệnh cục tương sinh, mệnh cục tương sinh mà mệnh cát thiên di vô chính diệu, hơn nữa thì hội rất nhiều các tinh văn khúc này, thiên khôi quý nhân này, thiên chủ này, thiên mã này. Thiên mã ở đây ngũ hành thuộc mộc anh chị nha, mã dần của anh thuộc mộc, mệnh này lại là mệnh mộc, như vậy là tổ hợp lá số này rất nhiều điều cát lành, may mắn, hanh thông, thuận lợi, ra ngoài quý nhân nâng đỡ, quý nhân trợ giúp, mà cái bản thân của lá số này cũng có thực tài, thế nên được người ta nâng đỡ trợ giúp là cái điều hiển nhiên. Và lá số này hoàn toàn có thể đứng làm chủ, chủ doanh nghiệp, thậm chí chủ doanh nghiệp lớn chứ không phải nhỏ anh chị nhá. Rồi thân cư tài bạch, có khả năng làm ra tiền, có khả năng quản lý tiền, mà thậm chí làm ra tiền rất là dễ dàng. Tam thai bát tọa thiên tài sinh mộ vượng, mộ cư tài bạch ở cung mộ, đấy là thân cư tài bạch. Chỉ có điều là thân cư tài bạch thì hơi ham kiếm tiền, thế nên là cái chuyện tình duyên nó lại càng ngày nó lại càng đi kém xuống một chút. Đấy, thiên đồng nó chủ về thay đổi thai phục vượng tướng này, vợ một là vợ, hai là chồng, chắc là vợ rồi, vợ lại hay đa nghi, lại hay ghen. Thêm nữa thì khi mà có vấn đề, có sự cố, là bắt đầu có người thứ ba trên ngang, đấy là cái con hữu bạch. Rồi đấy là tài bạch này. Rồi mời anh chị vào cung mệnh của lá số này. Mệnh lập tại đất thân, cách cục là cự nhật dần thân, quan phong tam đại. Rồi sao cự môn đi với song lộc, đi với tả phù, đi với thái tuế, đi với đắc tràng sinh mộ vượng, đắc văn xương văn khúc, rất nhiều cát tinh nó chiếu vào cái cung mệnh này. Cự nhật dần thân vẫn là quan phong tam đại, tức là số hưởng ba đời. Anh chị để ý là cung phúc đức này, cơ lương miếu địa ở thìn tuất, cung tử tức có thiên phủ sáng, như vậy là số là ba đời sung sướng, mặc dù là cung phụ mẫu không ổn. Như vậy cung phụ mẫu này sẽ ứng, nếu anh đi làm việc thuê sẽ ứng với cấp trên là không hài lòng với mình, không vừa ý với mình, đặc biệt là người con gái. Đấy, đây này, đào hoa đi với địa kiếp, đi với địa không, đi với kình dương. Đấy, mệnh anh là mệnh thái dương, thái dương thì hợp đàn ông, hợp con trai nhiều hơn, mà ở đây đào hoa lại đi với địa kiếp, như vậy rất bất ổn khi đi làm thuê, nhưng mà lá số này sẽ làm chủ được. Rồi cự môn thì thường thường là miệng to miệng rộng, và cự môn mà đắc địa thì nói chung là mặt mũi các thứ là nó đầy đặn, đấy là cự môn. Nhưng mà có cái điều là cự môn thì miệng lưỡi đa đoan, thì như tính luận bản hồ nghi hơi đa nghi một chút, là cái sao cự môn có khả năng ăn nói, có khả năng đối nội đối ngoại, ngoại giao giao tiếp, lập kế hoạch, lập kế hoạch tổ chức phát triển về cái mảng nhân sự là cái sao cự môn, bán hàng marketing, quảng bá sản phẩm là cái sao cự môn. Đấy, có điều là hơi đa nghi một chút. Tiếp theo sao thái dương thì thường thường là mặt tròn đầy đặn, có nếu mà vượng địa thì thường thường là mặt hơi hồng, nhưng mà đây là hãm địa, nhưng mà được cái thái dương này ở cung dương, hơn thế nữa rất hay là nó có song lộc thiên mã, tràng sinh thái tuế, tả phù, văn xương văn khúc, rất nhiều cát tinh. Lá số này có thể nói là bách quan triều củng anh chị nha, thế nên lá số rất là đắc cách. Mặc dù thái dương mà hám địa mà gặp song lộc mã, rồi là tả phú bật, thái tuế, tràng sinh, văn xương văn khúc như thế này là rất đắc cách, ở số là làm to, số là làm lớn, số là giàu sang phú quý, chính là cái tổ hợp cự nhật như cái lá số này. Đấy, song lộc gì nhỉ, song lộc thủ mệnh thì lá hậu chuyên quyền, chỉ có điều là cái lá số này là hơi chuyên quyền, hơi lộng hành một chút. Đấy, nhưng mà được cái người ta giỏi. Đấy, giỏi thì người ta giỏi, người ta có quyền anh chị ạ. Đấy, lộc tồn trọng hậu đa y thực lộc, tiền bạc các thứ là dư giả chả bao giờ hết. Đấy là cái sao lộc tồn này. Lộc tồn là thông minh, lộc tồn là đôn hậu, lộc tồn là trung hậu, lộc tồn là xử thế các vấn đề nó khéo léo. Khóa lộc là phóng khoáng, khóa lộc là rộng lượng, lộc đi với má thì có thể kinh doanh buôn bán, đặc biệt là người mà có mệnh thái dương thường thường liên quan đến buôn bán xuất nhập khẩu đến người nước ngoài. Anh chị biết thái dương thái âm là tượng của mặt trăng mặt trời. Đấy, mặt trăng mặt trời thì nó chiếu sáng khắp bốn phương. Thái dương cũng rất quang minh chính đại, rất rộng rãi, rất bao dung, rất sởi lởi, là cái sao thái dương. Thái dương nó chủ quan, nó chủ quý, thế nên là khí chất nó có cao, khí chất thường là cao quý. Nó thái dương bình thường là cái khí chất nó cao quý là chính, nhưng mà khi đi có song lộc mã ở đây thì nói chung là vừa phú vừa quý, là cái tổ hợp sau này. Tả phù là sao phù trì, tả hữu thủ mệnh là đi phương ngoài. Lá số này lập thân lập nghiệp ở phương xa là rất tốt. Thực ra là cung phúc đức nó tốt thì lập thân lập nghiệp ở đâu cũng tốt, nhưng mà lá số này chắc chắn là sẽ giao dịch kinh doanh buôn bán với xuất nhập khẩu với người nước ngoài,
đấy là, ít nhất thì nói chung là nó phải ra khỏi cái nơi mình sinh ra, còn xa xa thì nó có thể ra tới nước ngoài. Thái tuế con người chính trực đàng hoàng, có tư cách, có cái tư tưởng, có cái sứ mệnh bay cao bay xa. Rồi chàng sinh mộ vượng thì vốn dòng thiện lương, tốt tâm tốt tính hiền lành. Có điều là hơi đa nghi một chút là cái sao cự môn miệng lưỡi đa đoan, thủy hình nhu tính luận bàn hồ nghi. Đấy là cái sao cự môn trung tâm của đám đông, cũng là cái sao cự môn hay nói hay cười, cũng là sao cự môn lắm mồm, cũng là sao cự môn điêu ngoa một chút, là cái sao cự môn nói hay cũng được, nói dở cũng được. Đấy, đi đến đâu chưa thấy người đã thấy miệng, là cái sao cự môn. Rồi trường sinh đế vượng, trường sinh thì vóc người nó thường to mập mạp, dễ ăn dễ ngủ. Đấy, cự môn thì ăn nói là to lớn, trường sinh thì dễ ngủ là ngáy ngáy lớn, chính là cái bộ sao này. Rồi tổ hợp sao này như vậy, mệnh tốt sức khỏe tốt, mệnh tốt là sức khỏe tốt này, tinh thần tốt là trí tuệ tốt, là cái tổ hợp của cung mệnh này. Lại không như thế nó đắc rất nhiều cát tinh. Đấy là cung mệnh của lá số này nha. Mệnh tốt này, phúc đức tốt này, tài bạch tốt này. Đấy, mệnh phúc thân đều tốt. Mà đại vận thì ngại nhất là đại vận 52, còn đại vận 42 vẫn là còn nhiều cái tốt, đại vận 32 còn nhiều cái tốt, 22 nhiều cái tốt. Lá số này đại vận đầu 1 và đầu 5 thì hơi kém, nhưng đại vận đầu 2, đầu 3, đầu 4 thì rất tốt. Đại vận đầu 5 thì nói chung là cầm chừng một chút thì nó sẽ tốt hơn. Rồi mấy anh chị đi vào cung tài bạch này, đây, thân cư tài bạch. Sướng sướng hay khổ, kiếm tiền dễ hay không, đều là nhìn vào cung tài bạch. Rồi tài bạch cũng nói lên cái phần nào cái nghề nghiệp kiếm tiền. Cái lá số này tài bạch vô chính diệu, tam thai bát tọa, kiếm tiền hanh thông thuận lợi là một. Cái thứ hai sinh mộ vượng là nguồn tiền tài dồi dào. Cái thứ ba là có song lộc chiếu về, thế nên là cung tài bạch này rất rất vượng anh chị nha. Cái tiếp theo là cung tài bạch này vô chính diệu lấy cơ lương. Cơ lương thì có thể làm trong những ngành nghề liên quan đến, ví dụ như cơ lương thìn tuất diệt đảng binh của đội công an nhà nước, hoặc là làm liên quan đến nhà nước. Đấy, thiên cơ nó chủ về trí tuệ. Nó chủ về cái khả năng ứng biến linh hoạt, đấy, nhanh nhẹn hoạt bát tháo vát, năng động xoay chuyển tình thế, là cái sao thiên cơ. Thiên cơ hoàn toàn có thể làm tình báo, là cái sao thiên cơ. Thiên lương là chủ về giáo dục đào tạo, chủ về giám sát, chủ về quản lý hành chính nhân sự sản phẩm vân vân, là sao thiên lương. Liên quan đến y bác sĩ cũng là cái sao thiên lương. Liên quan đến công tác xã hội là cũng là cái sao thiên lương. Đấy là tổ hợp cung phúc đức này, đấy là những ngành nghề thiên cơ. Ngoài ra nó còn chủ về máy móc, chủ về thủ công mỹ nghệ vân vân các thứ. Tam thai với tọa thì có thể làm đẹp cho đời, liên quan đồ nội thất đồ gỗ, là cái tổ hợp cung tài bạch này, đấy là nghề nghiệp. Còn mệnh mà cự môn thái dương, thái dương thì nó có thể là học những ngành liên quan đến ngôn ngữ, liên quan điện nhiệt ánh sáng công nghệ thông tin, hoặc liên quan đến quảng bá sản phẩm, rồi là đứng đầu những cái khối mà liên quan đến hình ảnh của người nổi tiếng. Đấy là cái sao thái dương. Thái dương tượng của nó là ánh sáng mặt trời nó phát đi. Rồi cung tài bạch như thế này là cát lành, may thông, hành thông thuận lợi. Cái lá số này cung mệnh nó là nói lên là một cái điều là tiền bạc các thứ nó dư giả, rồi tài năng dư thừa, tiền bạc dư giả. Thế nên là cung tài bạch như thế này, số là số làm ra tiền dễ dàng. Tất nhiên là kiếm tiền nó phải đổ mồ hôi nước mắt, nhưng cái lá số này có đổ mồ hôi có nước mắt thì tiền bạc nó vẫn dư giả. Đấy là cái thân cư tài bạch này. Tiếp theo là tài bạch sáng, phúc đức lại sáng, như vậy là số hưởng thụ. Hưởng thụ không những là hưởng thụ tới cả cuộc đời luôn. Đấy là mệnh phúc thân nó sáng như này. Rồi tiếp theo vào cung quan lộc. Đây cung quan lộc, cung quan lộc vô chính diệu. Vô chính diệu được cái là âm dương sáng chiếu. Thái dương tuy không sáng như ở cung dương, thái âm thì hãm điện, nhưng mà cặp triệt, con triệt ở đây xem ra rất có giá trị. Cung quan lộc này có văn xương này, thái phụ phong cáo này, có đế vượng này, có tam. Cung quan lộc này đắc tam luân, nhưng mà có điều có hỏa tinh linh tinh, thì nó chủ về vất vả gian nan khổ sở trong công việc một chút, nhưng mà nó sẽ có những cái thành quả thu được nhất định. Đấy, hỏa tinh linh tinh ở đây là nó chủ về sự lao tâm, lao tâm khổ tứ, rồi vất vả về mặt tinh thần, vất vả về mặt thể chất. Hỏa linh ở đây chủ về những ngành nghề liên quan công nghệ, liên quan khoa học, là cái sao hỏa linh. Văn xương liên quan đến những ngành nghề liên quan đến giảng dạy, dạy học giáo viên. Rồi thái phụ phong cáo là chủ về bằng cấp tướng quân, thì rất năng động nhanh nhẹn tháo vát trong công việc. Thiên thọ cát lành, long chỉ may mắn, đế vượng cũng quan lộc càng ngày càng tốt lên. Cung quan lộc này là có thai phục vượng tướng, đào hoa lại gặp địa kiếp của cung phụ mẫu. Như vậy là trong cái cung quan, trong cái công việc thì cẩn thận các cái mối quan hệ với người cấp trên, rất dễ sinh ra tranh chấp thị phi. Tiếp theo quan lộc mà có tảo phù với bật như thế này, có tảo phù với bật như thế này có thể làm nhiều ngành nghề cùng một lúc, là cái lá số của anh này. Tiếp theo có song lộc khoa chiếu về, như vậy là uy danh các thứ là đầy đủ trong công việc, nhưng mà có điều là có văn xương đi hóa khoa hóa kỵ thì cẩn thận các cái mối quan hệ với người khác giới, thì gây ra những cái tranh chấp thị phi, rồi mang danh mang tiếng. Đấy chính là thái âm, hình ảnh của người con gái đi với hóa khoa, đi với hóa kỵ, đi với thai phục vượng tướng, chỉ các cái mối quan hệ với người con gái không cẩn thận sẽ là mang danh mang tiếng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các công việc của mình. Đấy, nó là như vậy.
để cung quan lộc này. Tiếp theo là mời anh chị sang cung phúc đức đi. Cung phúc đức này rất là tốt này. Tại sao người ta nói cự nhật dần thân quan phong tam đại? Tại vì mệnh cự nhật thì phúc đức sẽ là cơ lương. Cơ lương nó không những nói về cái đời trước nó tốt mà nói về bản thân, nó nói về cái bản thân đời mình cũng hay, bản thân đời mình cũng được cái sự hưởng thụ. Phúc đức mà có cơ lương đi với thai tọa đi với thanh long như vậy, mồ mả đang rất vượng khí đấy, thanh long rất vượng khí anh chị nha. Cơ lương thai tọa đi với thanh long đi với quan đới tam môn bạch hổ tiên khốc thì trong dòng họ có những cái nỗi ưu phiền gì đó, còn lại cung phúc đức như thế này rất là tốt. Thiên cơ đi với thiên lương, ngũ hành thuộc mộc, rất hợp với mệnh mộc của anh này. Thế nên là sau này tài bạch nó là nói về cái khả năng làm ra tiền, còn phúc đức nói về cái sự thừa hưởng cũng như là cái gen của ông bà tổ tiên gia tiên đấy. Cung phúc đức này như vậy là số sau này được hưởng ít nhất là tới 51 tuổi, còn 52 thì tùy theo cái vận trình anh có những cái sự hay thì nó sẽ tốt. Còn 52 mà nếu mà còn tham vọng tiếp thì còn mất, còn 42 thì vẫn còn ngon, 32 vẫn còn tốt, 22 vẫn còn hay. Rồi đây tôi điểm danh một chút, là 02 này, 12 này, 22 này, 32 này. Rồi cung phúc đức như vậy, cơ lương thì với tam môn trong dòng họ xuất ra nhiều bậc danh sĩ hàn sĩ. Thiên cơ nó chủ trí tuệ, nhiều người có trí tuệ, nhiều người khéo léo về mặt thủ công mỹ nghệ. Thiên lương thì nhiều người hiền lành, nhiều người đức độ, nhiều người đạo cao đức trọng, chính là cái cung phúc đức này nhá. Rồi cung thiên di văn khúc thì vì thiên khôi quý nhân, thiên việt quý nhân với tả hữu, ra ngoài nhiều cái may mắn, nhiều cái cát lành. Có quý nhân, có người trợ giúp nâng đỡ, chính là cái tổ hợp sau này. Tuế phá thì nhiều cái chuyện buồn khi ra ngoài, nhiều cái chuyện ngang trái không vừa với mắt mình khi ra ngoài. Thiên hư một chút buồn phiền, đẩu quân một chút cô đơn, thiên chủ có lộc ăn lộc để. Lá số này là song lộc đi với mã chủ, đấy, có thể kinh doanh buôn bán nhà hàng liên quan đến ẩm thực, liên quan đến ăn uống hoàn toàn được. Rồi phượng các giải thần cũng tốt thôi. Rồi cung thiên di có thiên mã thì đi như ngựa, mệnh có thái dương đi với tràng sinh thì nói chung là sức sống là hơn người, có thể truyền đạt được những cái tư tưởng, những cái ý chí, những cái nguyện vọng của mình cho người khác. Và đây là một con người cực kỳ năng động, cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ tháo vát, cái tư tưởng rất là lớn, là cái lá số này. Và cung thiên di rất nhiều cái cát lành may mắn, ra ngoài dễ được quý nhân trợ giúp, là cái tổ hợp cung thiên di này. Thiên di vô chính diệu cự môn thái dương, nhưng mà mệnh cự môn thái dương, thiên di vô chính diệu như thế này, lại có cả cự kỵ như thế này, ra ngoài hay gặp phải những cái tranh chấp thị phi, tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mà hay gặp phải những tranh chấp thị phi, và đôi khi là do chính anh này gây ra, tại vì có cự môn đây, cung thiên di lại có cự môn đi về hóa kỵ, nó chiếu về, nó là như vậy. Tiếp theo là gì? Tiếp theo mấy chị sang cung thê đi. Cung thê là sao? Thê mà thiên đồng thái âm thì thường vợ khá là xinh đẹp, vợ khá là hiền lành, là có điều có hóa kỵ thì hơi ích kỷ, hơi đa ngôn, hơi hay ghen một chút, là cái bộ sao thiên đồng thái âm. Rồi có tảo phú bí mật rất dễ, có người thứ ba xen ngang, có thái phục vượng tướng ở đây thì thường thường là ăn cơm trước kẻng mà có. Đấy, thiên đồng thái âm thì chủ về sự hưởng thụ, thế nên ban đầu là hai vợ chồng nói chung hưởng thụ rất là vui vẻ. Nhưng mà càng về sau thế nào lại có cái hiện tượng là hơi đa nghi kỵ một chút. Thiên đồng thái âm ngũ hành thuộc thủy, rất hợp với mệnh mộc, rất hợp với cục thủy, và cái tổ hợp sau này nó là những cái sao hiền lành. Đấy, tiếp theo là cung thê mà có thái âm thì thường thường là phải nể vợ, sợ vợ. Nói là sợ thì không đúng, nhưng mà nể là chắc chắn rồi. Đấy, thê nó có thái âm như vậy, tại vì mệnh anh này là cự môn thái dương, rất đàn ông, rất nam tính, rất quang minh chính đại, tiền làm ra, tài năng có, tư cách có, sức khỏe có, thì tất nhiên là không phải sợ rồi mà là nể thôi. Đấy, khi mà nể vợ thì vợ bắt đầu lấn át, sinh ra ghen tuông, rồi sinh ra thị phi, sinh ra tranh chấp, sinh ra hiểu lầm, nó là như vậy. Đồng âm đi vì điếu khách, hai vợ chồng ban đầu hưởng thụ rất hay, nhưng càng về sau lại càng thấy có sự đa nghi kỵ ở đây. Rồi tiếp theo, vợ mà có tả hữu đi với khôi khoa, cũng có học hành, cũng có bằng cấp, hoặc là có tư chất rất là thông minh, thiên phúc hiền lành, cơ bản nói chung vợ hiền lành, có mỗi điều là có gì đó đa nghi một chút, ích kỷ một chút, hay ghen một chút, nó là như vậy. Và thế rồi có người thứ ba xen ngang, đấy chính là con hữu bật. Đấy, ban đầu chồng mệnh, chồng mà tả phù, vợ mà hữu bật, người ta gọi là phu sướng phụ tùy. Đấy, mỗi người một cặp. Nhưng mà về sau lại có con hóa kỵ ở đây thì rất dễ có người thứ ba xen ngang. Nói chung cái việc tình duyên thì nói chung nên hài hòa, anh cũng không nên mà quá mải kiếm tiền mà quên đi cái việc gia đình, nó không được hay cho lắm. Rồi mời anh chị sang cung phụ mẫu. Phụ mẫu, rồi cung phụ mẫu có đào hoa, gặp thiên không thì bố mẹ khôn ngoan, thông minh, sắc sảo, nhưng mà gặp thêm địa không, địa kiếp, gặp thêm kình dương như thế này thì thường thường tình duyên của hai cụ là nó không được ổn cho lắm. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bố mà thiên tướng thì cũng rất chính trực, rất đứng đắn, rất đàng hoàng, nhưng nếu làm việc những cái việc gian phi liên quan thì nó sẽ rất gian phi, là một liên quan đến kinh doanh là rất dễ vỡ nợ phá sản. Đấy, chính là địa không, địa kiếp đi với kình dương, đi với thiên không.
Tiếp theo là cái tổ hợp này cũng nói lên là anh cũng không hợp với bố, không hợp với mẹ cho lắm. Đấy, đặc biệt là không hợp với bố. Tại vì sao? Tại vì mệnh là ôm sao Thái Dương. Mệnh là ôm sao Thái Dương. Đắc là đắc song lộc, đắc là đắc tam hóa liên châu qua quyền lộc. Nhưng mà Thái Dương này là Thái Dương hãm địa. Cái thứ hai là anh lại sinh vào giờ ban đêm, thế nên là cái sự khắc kỵ với bố, với những người đàn ông tương đối đó. Mà đấy là cái cung phụ mẫu này. Thêm nữa thì phụ mẫu mà nếu mà làm việc kinh doanh thì rất dễ vỡ nợ phá sản, do tổ hợp tướng phủ đi với địa không, địa kiếp kình dương đi với liêm trinh phá quân, toàn những cái sao hung tinh, hào tinh, bại tinh cả. Thêm một cái vấn đề nữa, khi mà anh đi làm thuê thì nói chung là anh không hợp với cấp trên, cấp trên không hợp với anh. Đấy là tổ hợp địa không, địa kiếp đi với kình dương, làm ăn với nhau nói chung cuối cùng là cũng vỡ nợ phá sản, rồi là nó không hợp với nhau. Thế nên là anh ra làm chủ rất hợp cách, đây cũng là một cái lý do để anh ra làm chủ, đó là không hợp với cấp trên. Tiếp theo, cung nô bộc thì sao? Cung nô bộc cũng xấu anh chị ạ, mặc dù giáp xương, giáp khúc này, giáp long, giáp phượng này. Cái mệnh cách của anh thì tốt, đối xử mọi người thì chính trực, quang minh chính đại, tử tế. Nhưng cung nô bộc địa không, địa kiếp, thiên hình, kình dương, đà la, thiên diêu, thiên không, đào hoa, nói chung là dính dáng đến người khác giới thì rất là xấu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với bạn bè trên cái con đường công việc làm ăn thì nói chung anh phải hết sức cẩn thận. Tất nhiên là cái thế của anh là cái thế cao hơn, cái thế trường sinh, cái thế lộc tồn, cái thế thái tuế, cái thế của người Thái Dương thì nó hơn hẳn. Nhưng mà nói chung không tránh được khỏi những cái cuộc lừa lọc, những cái cuộc tranh chấp, những cái cuộc lừa đảo. Thì nên anh nên cẩn thận với vấn đề đấy. Những cái việc quan trọng thì nói chung là phải hết sức cẩn thận. Chứ cái tổ hợp mà địa không, địa kiếp, kình dương, đà la như thế này, vũ khúc tham lang, những cái bạn bè anh cũng khá là tham vọng. Thế nên là khi kết hợp với nhau thì nói chung là nó ảnh hưởng đến cái công việc kinh doanh không tốt, không tốt đối với anh rất rất nhiều. Địa không, địa kiếp, thiên hình, kình dương, đà la, hỏa tinh, linh tinh, lục sát tinh chiếu vào cung nô bộc, xung chiếu, tam hợp chiếu và nhị hợp là đủ lục sát tinh. Thế nên là kết hợp phải hết sức cẩn thận, chọn bạn mà chơi vừa là cái lá số này. Đấy, anh em không kết hợp được, nô bộc cũng không kết hợp được này. Thôi việc mình làm thôi, là cung nô bộc này thiên hỷ niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, tấu thư nhiều người khéo ăn khéo nói, nguyệt đức thì thông minh. Rồi để cung nô bộc sang cung tử tức ạ. Tử tức mà có kiếp sát thì thường thường là sinh mổ, cái thứ hai có đại tiểu hào, thường thường có sự mất mát, mất khi sinh hoặc mất khi nuôi dưỡng. Cái thứ ba nó có thiên đức phúc đức thì con cái là thông minh. Cái thứ tư có thiên phủ, nói chung là sau này giàu sang khá giả. Nhưng mà phủ đi với địa không, địa kiếp đi với kình dương thì việc kinh doanh nói chung khi làm to rất dễ vỡ nợ phá sản. Đấy là cung tử tức này. Tiếp theo thiên phủ ở đây thì ngũ hành là thiên phủ ở đây là thuộc nam đẩu. Nam đẩu tượng là con trai nhiều hơn con gái, huống chi lá số này cung phúc đức sáng. Thế nên cái tượng của lá số này con trai nhiều hơn con gái. Con cái sau này là giỏi, nhưng mà tốt nhất là đi làm về chuyên môn thôi thì nó sẽ tốt hơn. Chuyên môn về tài chính, kế toán, ngân hàng hoặc liên quan đến bất động sản thì nó sẽ hợp lý. Còn nếu con cái mà sau này đi vào con đường kinh doanh rất dễ vỡ nợ phá sản, do cái tổ hợp địa không địa kiếp nó chiếu vào cái cung tử tức và sao thiên phủ thì ngại nhất là địa không địa kiếp. Thiên phủ là gì? Là tài nguyên, ngân hàng, là thiên kho quốc khố. Mà gặp địa không địa kiếp thì đúng là gặp hai tên tướng cướp, mà cướp thì nó chỉ cướp cho của người có tiền thôi. Nó là như vậy anh chị nhá. Tiếp theo mời anh chị vào cung huynh đệ. Cung huynh đệ tổ hợp là vũ khúc tham lang nhưng mà gặp triệt. Rồi huynh đệ mà có vũ khúc tham lang thì toàn là bắc đầu tinh, thì tượng là còn chị em gái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai có tham lang thì hóa quyền thì anh chị em tham vọng khá lớn, nhưng mà tham vọng càng lớn bao nhiêu thì độ rủi ro càng lớn bấy nhiêu, do tổ hợp vũ tham gặp triệt. Mặc dù đắc tam hóa liên châu nhưng mà hóa khoa gặp triệt, gặp hóa kỵ còn được song lộc thôi, còn hóa kiện gặp triệt, vũ khúc tham lang gặp triệt. Thế nên nó hơi vất vả, hơi gian nan, đặc biệt đối với những người con gái. Đó là hồng loan ở đây, cái việc kinh doanh nói chung là khi to rất dễ đổ bể, là cái tổ hợp sau này. Đà la gặp triệt như thế này thì nói chung kết hợp không ổn. Dưỡng thì ra ngoài rất dễ có anh chị em kết nghĩa. Đấy, cô thần quả tú thì chủ về sự ít, chủ về sự cô đơn, chủ về sự xa cách, mà lại có triệt ở đây có hiện tượng là không kết hợp được. Kết hợp nó hơi khó, nhưng được cái cung phúc đức sáng thì cũng rất khó nói. Về cái sự thành đạt, về cái số lượng cũng như là về cái sự kết hợp. Mặc dù có đà la, có cô quả, có triệt thường là rất khó kết hợp, nhưng cung phúc đức này rất sáng anh chị nhé. Đấy, nó lại như thế cơ. Rồi hồng loan thì ám chỉ rất nhiều vào người con gái. Hồng loan đi với đà la thì hiện tượng là tình duyên nó không ổn lắm. Vũ khúc thì vi quả tú. Đấy, vũ khúc là cái sao cô đơn, là cái sao cương trực, là cái sao cương nghị rồi. Lại thêm cô thần quả tú nó lại càng cô đơn một thêm. Thế nên là cái tượng xa cách nó càng nặng. Mà xa cách càng nặng thì kết hợp với nhau nó hơi khó. Mà đây xuất hiện hồng loan. Hồng loan là cũng chỉ ám chỉ người con gái. Vũ khúc tham lang bắt đầu tinh cũng ám chỉ anh chị em gái.
chị em gái. Ân quang thiên quý đi về sao dưỡng thì anh chị em nói chung là ân tình nghĩa nặng, trọng tình trọng nghĩa, giúp đỡ nhau hết sức mình. Nhưng mà chờ việc kết hợp thì hơi khó. Một là Đà La, hai là Hóa Kỵ Phục Binh nó nhị hợp sang. Cái thứ ba là cung nô bộc của địa không có thiên hình, cũng khá là nhiều sát tinh chiếu cung nô này, cung huynh đệ này. Rồi tiếp theo thì mời anh chị vào cung tật ếch, tổ hợp là liêm trinh, tổ hợp là phá quân. Liêm trinh thì liên quan những bệnh liên quan đến liêm trinh ngũ hành thuộc hỏa, liên quan đến bệnh máu huyết thần kinh, mà lá số này mệnh là thái dương, nhưng được cái là mệnh phúc thân sáng, thế nên là cung tật ếch dù có nguy hiểm, dù có hung họa cũng không quá đáng lo ngại. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai, liêm trinh lại có đào hoa đi với địa kiếp đi với kình dương, là tượng liên quan đến bệnh, liên quan đến đàn ông một chút, liên quan đào hoa, liên quan phong tình, liên quan đến ăn chơi, thì việc này phải hết sức cẩn thận thôi. Liêm trinh là đào hoa tinh, liên quan liêm trinh là tủ tinh mà. Cái thứ hai là có cả đào hoa, có hồng loan, có địa kiếp, có kình dương, có thiên không, thì liên quan đến ăn chơi, liên quan đến con cái các thứ mà sinh ra, cẩn thận vấn đề đấy. Tiếp theo là phá quân, là nó phá từ trong phá ra. Phá quân ngũ hành thuộc thủy cũng liên quan bệnh ngũ hành thuộc thận, cũng thuộc thận đấy, liên quan đến bệnh đàn ông là nó là như vậy. Nhưng mà mệnh nói chung là mệnh ảnh rất sáng đấy, có cái sao tràng sinh, có cái sao hóa lộc lộc tồn, thế nên là thường thường sức khỏe nó rất là tốt. Rồi cung tật ếch là như vậy này, cung tật ếch không quá đáng ngại đâu, mặc dù là sát tinh chiếu tương đối nhiều đấy. Đấy, địa kiếp này, kình dương này, thiên không này, Đà La này, nhưng mà được cái mệnh tốt này, phúc đức tốt này, thân tốt này, thiên di hay này, thế nên không quá đáng lo ngại. Rồi cung điển trạch, một cái cung khá là đẹp của anh, cái cung điển trạch, cái tử vi thất sát. Điển trạch mà có tử vi thì tượng là nhà của vua ở, thế nên là nhà cao, cửa rộng, nhà to, cửa lớn, nhà lắm cửa đấy, nhà rất to là cái tổ hợp sau này. Điền trạch mà có tử vi thường thường là có được cái sản nghiệp, cơ nghiệp của ông bà cha mẹ để lại, và cô thần quả tú thì giữ được. Song hao thì có thể bị kinh doanh buôn bán mà hao đi một chút, nhưng rồi lại có, đấy là tử vi và thất sát. Rồi văn tinh thì cũng tốt thôi, thiên quan tốt, lâm quan đi với địa giải tốt. Cung điền trạch như thế này, ngoài là cái đất đai mình ở nó to, nó lớn ra, còn nó còn ám chỉ cái cơ sở làm ăn, cái xưởng sản xuất, rồi cái cửa hiệu làm ăn của mình rất to, rất lớn. Đấy chính là tổ hợp cung điền trạch này. Cung điền trạch này rất đẹp này. Điền trạch này là càng đi ra ngoài thì càng là càng phát đạt về khoản đất đai, và anh có thể kinh doanh buôn bán về cái khoản đất đai được. Đấy chính là tử vi thất sát đi với thiên quan. Quan trọng nhất là mệnh cách anh của thái dương đi với song lộc đi với thiên mã, hoàn toàn có thể kinh doanh buôn bán được, kinh doanh buôn bán đa ngành đa nghề luôn. Đấy chính là song lộc đi với mã mà cung điền trạch như thế này, chắc chắn là nhà cao cửa rộng, nhà to cửa lớn rồi, công xưởng, xưởng sản xuất làm ăn, cửa hiệu làm ăn các thứ đều to đều lớn cả. Đấy chính là cái cung điền trạch của anh. Tiếp theo thì sang đến các cái đại vận của anh. Đầu tiên là đại vận từ 12 đến 21, đại vận này đào hoa đi với địa không, địa kiếp đi với kình dương, nói chung là tình duyên, tình ái, học hành, công danh các thứ là nó vất vả, nó gian nan, nó khổ sở. Chính là cái đại vận 12 đến 21. Đấy. Đào cái tổ hợp này là vất vả, gian nan, khổ sở rồi. Còn mình cảm nhận như thế nào là với cái việc của mình thôi. Tại vì lá số này nói chung là thường thường lá số như này tư chất nó rất thông minh, trí tuệ tài ba là hơn người. Thế nên là tuy có gặp sóng gió nhưng mà người ta coi không ra gì thì là, thì nó là nhiều khi nó là tuy khó khăn nhưng mà người ta cảm thấy bình thường thì nó là bình thường anh chị nhá. Còn tổ hợp mà đi với đào hoa, tổ hợp như thế này, đào hoa mà gặp địa kiếp như bông hoa nhài cả mái cất trâu đấy, thiên tương hóa khí là ấn, chủ về công danh, chủ về học hành, mà gặp địa không địa kiếp thì nói chung chủ về gian nan vất vả về mặt công danh đấy. Những người đái ấn triệt hồi, địa không địa kiếp đứng ngồi một bên, những người đái ấn triệt hồi, thiên tướng địa kiếp đứng ngồi một bên, tức là hiện tượng vẫn, nếu mà còn đang đi học thì hiện tượng là công danh nó chậm tiến, thi cử nó lận đận, còn đang đi làm thì có thể là mất nghiệp, có thể là thất nghiệp. Đấy chính là tổ hợp cái đại vận này, nhưng mà được cái là số mệnh tốt, phúc tốt, tài bạch tốt, mà đại vận xấu nó đến sớm thì nó là một sự thử thách thôi. Tiếp theo đại vận 22 đến 31, đại vận này là cơ nguyệt đồng lương sáng, tốt, mọi thứ đều hành thông thuận lợi, tính toán được. Đại vận này tam thai bát tọa đi với thanh long, nhiều cái may mắn, nhiều cát lành, nhưng mà có tang môn, có thiên khốc thì nó chủ về không hài lòng, nó chủ về bất mãn một chút. Có hóa kỵ phục binh, nó chủ về tranh chấp, nó chủ về thị phi, nó chủ về bị người lừa gạt. Nhưng mà đại cơ bản là cơ lương ngũ hành thuộc mộc, hợp với mệnh mộc, thế nên đại vận này là bắt đầu tốt rồi. Tuy là nhiều lo âu, nhiều suy nghĩ, nhiều buồn phiền, nhưng mà được cái nó vẫn tốt. Mà cái mệnh người, mệnh cự môn thì chả bao giờ hài lòng với cuộc sống, luôn bất mãn với cuộc sống. 22, 31 tốt này. Tiếp theo 32, đại vận 32 đến 41, đại vận này là tử vi thất sát, cách cục là sát phá liên tam tử phủ. Đại vận này là công danh tài lộc là dư dả, có điều là làm lắm tiêu nhiều. Đấy chính là đại vận 32 đến 41. Đại vận này là tử vi thất sát, chủ bị uy quyền này, tốn cung tử sát đồng ban. Đấy. Tốn cung tử sát đồng ban để về bảo kiếm võ quyền kinh huy. Thế nên là công danh lợi lộc trước, sau đấy tiền tài là cái đại vận 32 đến 41.
Đại vận này là tử sát, tử sát liên quan đến khai cơ sáng nghiệp, như vậy đại vận này có thể đứng ra ngoài làm riêng rồi đấy đại vận này. Nhưng mà cô có tử tử vi đi với cô thần quả tố thì ông vua hơi cô đơn, tức là ra làm việc là nói chung là hơi ít người trợ giúp, là cái đại vận này đi với song hao cũng là mất mát hao tài tốn của nhiều. Đấy là đại vận này, nhưng mà là số này cơ bản mệnh phúc thân tốt, thế nên tiền bạc các thứ cái tài lộc lúc nào dư giả. Rồi 42 thì có nhiều cái điều vất vả gian nan khổ sở trong khu công việc. Rồi anh đang 43 tuổi đang nằm trong đại vận 42. Tiếp theo 42 liên quan đến vất vả gian nan khổ sở, liên quan tranh chấp thị phi, liên quan tình duyên tình ái lục đục là cái đại vận 42. Nhưng mà cơ bản tài lộc công danh nói chung càng về sau càng cát, trước vất vả nhưng sau cát lành là đại vận 42. Đại vận này cuối cùng vẫn là hanh thông thuận lợi. Còn đại vận 52 thì rất xấu, nên làm chuyên môn thôi. Nếu mà tiếp tục đi kinh doanh thì bắt đầu vỡ nợ phá sản, rủi ro trùng trùng điệp điệp là cái đại vận 52. Cái đại vận này liên quan đến đây, thiên hình là hình pháp này, liên quan pháp luật này, địa không địa kiếp này, liên quan mất mát này. Đấy, phủ đi với địa không địa kiếp chiếu vào đây là chủ về sự mất mát. Đại vận địa không địa kiếp là cái gì? Là cái oan trái nghiệp quả, vận hạn mà đầu năm đầu sáu đến cái đấy là phải trả giá một cái gì đó. Nếu mà còn kinh doanh ở cái đại vận này là còn cái sự mất mát, còn sang đại vận 62 thì lại sáng sủa trở lại rồi. Rồi chúng ta dừng lại đại vận 62. Tiếp theo năm 2022 của anh như Thái Tuế và cung Thiên Di, hiện tượng năm nay là lại gặp Thiên Mã Thiên Khôi, hiện tượng là năm nay xuất hành xuất ngoại đi xa, có quý nhân trợ giúp là cái hiện tượng năm nay. Tiếp theo có Hóa Kỵ, có Phục Binh ở đây, có hiện tượng là tranh chấp thị phi, dễ bị người khác lừa gạt là cái hiện tượng năm nay. Khôn đến đâu thì khôn, vẫn bị lừa như bình thường anh chị nhé. Đấy là năm Nhâm Dần này. Tiếp theo xem là năm Dần ở đâu. Năm Dần đây, năm Dần ở đây, con người thân thân tí thìn thì thân nó sẽ ở đây, dậu tuất hợi tí sửu dần. Năm Dần vào cái cung tài bạch như vậy là hiện tượng Lưu Thái Tuế lại vào Thiên Mã gặp Thiên Khôi, gặp song lộc, như vậy ra ngoài năm nay là kiếm tiền bạc là nó dễ dàng, nó hanh thông thuận lợi là cái hiện tượng năm nay. Tam thai bát tọa này, sinh mộ vượng này. Tiếp theo tuổi 43, năm nay về mặt xuất hành xuất ngoại đi xa, về mặt công việc, về mặt tiền bạc là tốt này. Tiếp theo tuổi 43, 42, 43, 43 thì liên quan đến tình duyên, tình ái. Đấy, Thiên Đồng, Thái Âm, Hóa Kỵ, Phục Binh, Thái Phục, Phượng Tướng năm nay rất dễ có bầu ngoài ý muốn này. Tiếp theo năm nay liên quan đến vợ chồng là trục trặc, vợ chồng tranh chấp, vợ chồng là thị phi, vợ chồng là nghi kỵ, vợ chồng là không hài lòng nhau. Và sau đó dẫn đến kết quả là hữu bật ở đây, rất dễ có người thứ ba xen ngang. Đấy là tượng năm nay, tình duyên trục trặc, tài lộc và xuất hành xuất ngoại đi xa thì tốt. Tiếp theo lưu ý đến anh một số các cái tháng cát hung trong năm 2022. Đây tháng 3 ở đây thì đây là tháng 2 này, đây là tháng 1 này, tháng 10, 11, 12 này. Tháng 1 tốt, cát lành, may mắn, hanh thông, thuận lợi. Tuy rằng có một chút buồn phiền, có một chút tranh chấp thị phi, nhưng mà được cái cơ lương thai tọa thanh long là tốt rồi. Tháng 2 tốt về mặt công danh, nhưng mà hơi buồn một chút, có cái gì đó hơi buồn là tháng 2. Tháng 3 thì vất vả về mặt công việc này. Tháng 4 thì rất dễ bị lừa đảo, rất dễ bị cướp đoạt, thế nên đầu tư góp vốn làm ăn hết sức cẩn thận. Tháng 5 thì quý nhân trợ giúp đi xa là có lợi này. Tháng 6 là hao tài tốn của này, tình duyên lục đục này, rất lục đục này là cái tháng 6 này. Tháng 7 là tốt về mặt tài lộc này. Tháng 8 là tiền kiếm được nhiều nhưng mà tiêu lắm này. Tháng 9 là thị phi về mặt tình duyên này, các cái mối quan hệ ngoài luồng này. Tháng 10 trục trặc về đường công danh này, cô đơn buồn phiền này, công việc bị trì trệ là cái tháng 10. Tháng 11 thì lại rất tốt về mặt tài lộc, về mặt công danh. Tháng 12 lại rất xấu. Đấy, tháng 12 rất xấu về mặt tình duyên, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo. Tháng 12 rất xấu, rất rất xấu. Tháng 11 thì tốt. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo ạ.